Khúc cạn ta từ đó âm ba vọng ngân ruồn rã trong tim ngày đêm tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa sa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rượu đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời. Trần gian tan biến, Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con. Có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê, Chúa ơi xin đừng trôi trễ, hãy thương dìu bước con về. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hương tình yêu ôi tuyệt vời. Thương tôi từ thuở xa xôi,
thánh thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Cha Chúa Cha và ân đồng hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Quý Cha Chính Sứ thân thiết để cầu nguyện cho hai anh chị Giuse Phạm Duy Tân và Maria Lê Thị Thúy Hương nhân dịp kỷ niệm 25 năm hôn phối, và cùng với tất cả con cái của anh chị dâng lời tạ ơn Chúa. Chúng ta trong tâm tình yêu thương thân thiết của những người gần gũi họ hàng, cũng như các đức ông và các cha, những người cha thương yêu của gia đình, để hợp ý để tạ ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục che chở nâng đỡ anh chị và các con cháu ở trong gia đình trong những thời gian sắp tới này. Đặc biệt hôm nay thánh lễ mừng kỷ niệm nguyên khánh ngày thành hôn của anh chị. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay ở nơi đất này là đất Đức Mẹ Tròn. Chúng ta ở nơi chúng ta có thể gọi đây là đất thánh, ở nơi Đức Mẹ Tròn. Để từ đây Đức Mẹ có thể đón nhận và lắng nghe tâm tư và của con cái của Đức Mẹ. Và Đức Mẹ nói vào lòng của người con cái và Đức Mẹ ban cho những ơn mà Đức Mẹ biết cần thiết cho những người con của Đức Mẹ. Hôm nay chúng ta tất cả hợp ý để xin Đức Mẹ cuối cuối và muốn ơn lành cho anh chị Tân và Hương và các cháu, tất cả mọi người được mọi ơn lành, được Chúa gìn giữ, được Chúa chúc lành, được Đức Mẹ gìn giữ và che chở trong những năm sắp tới này. Và chúng ta sống trong người chay, trong hiệp thông với tất cả hội thánh Chúa, chúng ta cần lại xin Chúa cho chúng ta ơn cảnh tận cuộc sống, cho sống Chúa hơn, đẹp lòng Chúa hơn. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị tâm hồn chúng ta để dâng thánh lễ lại một cách xứng đáng. Chúng ta hiện được nhìn nhận tội lỗi chúng ta và với lòng ăn năn thống hối, chúng ta xin Chúa thứ tha. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị thần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúa đã sai con một gian trần để thực hiện công trình kỳ diệu là cho loài người được hòa giải với Chúa. Xin ban cho toàn thể dân Chúa khắp toàn cầu được lòng tin sống động để hăm hở đón mừng lễ vượt qua sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con đang hằng sống hằng trị cùng Chúa là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Bài trích sách thí sự quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, tất cả những đầu mục tư tế và dân chúng đều bất trung, bắt chước những sự ghê tởm của các bên ngoài. Họ làm dơ bẩn đền thờ Chúa đã được Chúa thánh hóa tại Jerusalem. Chúa là Thiên Chúa tổ phụ họ đã luôn luôn đem ngày sai sứ giả đến với họ vì người thương xót dân người và đền thờ của người. Nhưng họ nhà bán các sứ giả Chúa, coi thường lời Chúa và nhà bán các tiên tri, đến nỗi sau hết cơn thịnh nộ của Chúa đã đồn lên dân người và vô phương cứu chữa. Quân thủ đã đốt đền thờ Chúa, phá hủy trường thành Jerusalem, phóng hỏa tất cả các lâu đài và tiêu hủy mọi đồ vật quý giá. Nếu ai thoát khỏi lưỡi gươm thì bị dẫn về Babylon để làm nô lệ nhà vua và con cái vua cho đến thời vua nước Ba Tư thống trị. Như thế để ứng nghiệm lời Chúa dùng miệng tiên tri Jeremiah rằng mà phán cho đến khi đất nước được bằng ngày Sa-bát, vì trong tất cả những ngày xáo trộn họ sẽ không giữ được ngày Sa-bát trọn 70 năm trường. Năm thứ nhất trở lại Phi-ô vua thứ 34, để lời Chúa dùng miệng tiên tri Jeremiah phán trước được thực hiện, thì Chúa thúc đẩy tâm hồn hoàng đế Phi-ô vua 34, nhà vua ra lệnh truyền rao khắp đất nước và ban chiếu chỉ rằng: đây là hoàng đế Phi-ô vua xứ 34 tuyên bố: Chúa là Thiên Chúa trời đất đã ban cho chấm mọi nước trên mặt đất, và chính người đã ra lệnh cho chấm xây cất cho người một đền thờ ở Jerusalem trong xứ Giu-đa. Ai trong các ngươi thuộc về dân chúng, Thiên Chúa sẽ ở với nó và nó hãy tiến lên. Đó là lời Chúa.
làm cho chúng ta phải chết, thì người làm cho chúng ta sống lại trong đức tin tôi. Nhờ ơn Ngài mà chúng ta được cứu rỗi. Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị trên nước trời trong đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong đức Giêsu Kitô. Vì chung bởi ơn Chúa anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa, cũng không phải do việc làm, để không ai được tự phục. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong đức Giêsu Kitô để làm các việc làm mà Chúa đã dự liệu hầu chúng ta đem ra thực hành. Đó là lời Chúa. Thì con người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người sẽ không bị hủy diệt nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi tôn lời khen Chúa. Trọng kính Đức Cha, kính thưa quý cha và quý ông bà anh chị em, đặc biệt anh chị Tân Hương và các cháu rất thân mến. Đến thăm rừng thánh lễ tạ ơn của anh chị Tân Hương nhân dịp kỷ niệm 25 năm nay, con cảm cảm tạ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa không phải xưa kia mà ngay hôm nay đã ban cho anh chị và ban cho cộng đoàn chúng ta một ơn rất trọng đại. Hôm nay Đức Cha và chúng tôi dùng phẩm phục màu hồng phục vụ một năm, chỉ khi cho phép nếu muốn được mặc phục vụ màu hồng ngày hai lần, Chủ nhật thứ ba mùa vọng và Chủ nhật thứ bốn mùa chay, vừa để khích lệ chúng ta sống cái mùa vọng cũng như mùa chay mà chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa nhập thể và Chúa cứu chuộc. Và trong các lễ hôn phối, giáo hội cũng cho
chủ tế có thể được mặc áo hồng, và nếu không lầm thì ngày cưới của anh chị Tân Hương chúng tôi đã mặc áo hồng. Màu hồng nó dung hòa cả màu tím với màu đỏ, nó tô điểm cho màu xanh và màu trắng. Bởi vì ở nơi màu hồng có tất cả tình huống của đời sống Đức Giêsu Kitô. Ngài đã đau khổ, và đau khổ đến nỗi phải chết nhục nhã trên thập giá màu tím. Người chết nhưng đầy hy vọng chứ không phải là thất vọng màu xanh, và ngày Ngài sống lại là màu trắng, là màu hiển linh. Màu đỏ chính là máu, máu của Ngài đã đổ ra. Và như thế màu nhiệm nhập thể và cứu chuộc của Đức Kitô chính là màu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, mà Chúa đã thương ban cho những người đi vào đời sống hôn nhân gia đình là thể hiện cái tình yêu đó, và làm cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người được sống động. Vâng, chúng ta cụ thể đang sống trong ngày Chúa Nhật thứ 4, mùa chay, chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ vượt qua mà Đức Kitô đã cử hành tại Jerusalem xưa. Hàng năm Ngài đã cử hành như Thánh Luca đã cho chúng ta biết, và đặc biệt vào năm 33 đó Ngài đã cử hành lần cuối cùng với các tông đồ, và chắc chắn cũng có cả Đức Maria và các thân mẫu của Ngài nữa. Bởi vì hàng năm gia đình Nazareth vẫn đi cử hành lễ vượt qua tại đền thờ Jerusalem. Và ngày hôm sau của ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta đã thấy sự hiện diện của Đức Mẹ trên đường thập giá của Chúa Kitô. Rồi đến ngày thứ sáu, Mẹ đã đứng ngay dưới chân thập giá để chứng kiến, để cộng tác với cái chết đau thương của Chúa Kitô trên thập giá. Như vậy cái màu hồng mà chúng ta nhìn thấy Đức Cha và chúng tôi có phần phục hôm nay chính là để chúng ta tạ ơn Chúa về cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta. Không phải là một tình yêu lý thuyết, không phải là tình yêu mơ tưởng, nhưng là một tình yêu hiện thực. Hiện thực trong đối xử của Ngài trong suốt dọc dài lịch sử của ơn cứu độ, từ thời cứu ước sang đời tân ước, và tiếp tục trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, mà tình yêu ấy được thể hiện rõ rệt và sống động nơi hôn nhân gia đình. Trong đó anh chị Tân Hương đã bước vào và đang được diễm phúc sống cái tình yêu đó của Thiên Chúa. Và vì thế chúng ta tạ ơn. Bởi vì nếu chỉ là cái tình cảm của con người đối với con người, chúng ta đã thấy cái hậu quả của nó như thế nào, hầu như tan vỡ, ly hôn ly dị. Đó là cái điều mà hay thì ở, dở thì đi. Và hôm nay con người mất đi cái phẩm chất của chân lý, cho nên cả vấn đề sinh con lại tưởng rằng đó là một cuộc chế tạo sản phẩm. Con cái là sản phẩm của cha mẹ, vậy thì cha mẹ cũng có quyền đối xử với cái sản phẩm, thích thì dùng, không thích thì ném bỏ. Không, tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu trọn vẹn và trỗi vượt trên mọi hoàn cảnh. Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta thấy cái tính xuyên suốt của tình yêu đó. Con người được tạo dựng tốt đẹp, nhưng con người đã sớm bỏ Thiên Chúa. Và Thiên Chúa chắc chắn là đau khổ, nói theo kiểu của loài người, trước cái sự phản bội đó. Nhưng Thiên Chúa lại không từ bỏ con người. Và chính khi vì sự công thẳng phải tuyên án phạt cho con rắn, thì lại
có một chương trình cứu thế, chương trình cứu chuộc. Để rồi bao nhiêu năm tháng chuẩn bị của thời cứu ước đến khi viên mãn, ngôi lời Thiên Chúa đến để thực hiện chương trình ấy qua sự công tác đắc lực và hiệu quả của Đức Trinh Nữ Maria. Cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa với loài người đó được tiếp diễn qua một cái sợi dây đỏ xuyên suốt. Thiên Chúa yêu thương con người phản bội. Càng yêu thương thì con người lại càng phản bội với Thiên Chúa. Và trong tình yêu hôn nhân hôm nay chúng ta cũng đã thấy rõ những cái phản bội của tình yêu thề ước trăm năm. Nhưng rồi ít lâu sau, nhiều khi chả được đấy một năm đã bỏ nhau. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương. Cái khác biệt giữa tình yêu Thiên Chúa với tình yêu hôn nhân ở cái điểm đó, Thiên Chúa vẫn yêu thương cho dù con người có phản bội. Hay nói đúng hơn, khi con người phản bội thì Thiên Chúa càng bày tỏ tình yêu của Ngài đối với nhân loại chúng ta hơn nữa. Và do đó hôm nay khi chúng ta tạ ơn Chúa về hồng ân nâng khánh hôn nhân của anh chị Tân Hưởng, là lúc chúng ta cảm nhận ra hơn tình yêu của Thiên Chúa đang đối với tôi. Bởi vì tôi cũng đã phản bội Thiên Chúa mà Chúa vẫn yêu thương tôi. Đó là một cái nét đặc biệt của tình yêu. Và chỉ khi nào con người cảm nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, lúc đó con người mới thật tâm trở về với Chúa. Người con thứ trong tin mừng của Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy, anh đã tưởng rằng cứ có của, có tiền là sung sướng. Nhưng anh đã tiêu phá hết, để rồi cuối cùng anh phải đi làm một người công nhân chăn heo. Mà loài heo là loài quan điểm của Kinh Thánh là chê bai, là loài bỏ. Đã phải làm cái nghề mạt nghiệp như vậy. Nhưng khi anh cảm nhận rằng bao nhiêu người làm công ở nhà ta, cha tôi được ăn no mặc ấm, còn tôi ở đây phải khốn cực như thế này, khi nhìn nhận ra cái bất lực của mình, khi nhìn nhận ra cái tội của mình, con người mới khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa. Để tôi đứng lên trở về cùng cha tôi và thưa với người, con không xứng đáng là con của cha, nhưng Chúa, cha vẫn thương, Chúa vẫn thương chúng ta. Và vì thế trong ngày tạ ơn nâng khánh hôn nhân của anh chị Tân Hưởng, chúng ta đã được gặp một sự trùng hợp giữa tình yêu của Thiên Chúa với tình yêu nhân loại của chúng ta, để chúng ta tiếp tục biết thăng hoa cái tình yêu nhân loại trong hôn nhân ấy, là biểu hiện và là thể hiện sống động và tích cực cụ thể tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Tuy nhiên, cũng như tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta đã thấy Ngài phải đổ máu. Không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người thí mạng sống cho người mình yêu. Và cuộc sống hôn nhân chỉ có thành quả tốt đẹp khi hai người biết thí mạng cho nhau. Trước giờ cử hành này, con có hỏi thăm anh chị xem trong cuộc sống 25 năm vừa qua đã có những cái gì khó khăn nhất khiến cho anh chị phải sợ sệt đến mức độ lo lắng. Thì anh chị và thưa cha, tạ ơn Chúa, chúng con không thấy có gì khó khăn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì thực sự với một cuộc sống giữa hai người khác biệt nhau về tâm lý, về sinh lý, về thể lý, vậy mà nên một với nhau. Bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên sự khác biệt giữa nam và nữ là để bổ túc cho nhau, chứ không phải để loại trừ nhau. Tạ ơn Chúa, tình yêu của Thiên Chúa đã thể hiện trong cuộc hôn nhân của anh chị Tân Hưởng này và nhiều đôi hôn nhân khác nữa.
Xin tạ ơn Chúa và cầu khẩn để cuộc sống hôn nhân của anh chị sẽ được nên như cuộc sống của chính Đức Kitô mà chúng ta tái diễn và tái hiện trên bàn thờ, cụ thể trong thánh lễ tạ ơn hôm nay. Thầy đã từ trời xuống thế, hỡi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng gánh bảo phận gia vì chúng ta, hỡi quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba chuỗi sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người mời Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn kính cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép đưa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã hiến mình trên thập giá để phải giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và đưa chúng ta vào cuộc sống mới viên mãn và bất diệt. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, nhân mừng ngân khánh hôn phối của anh chị Giuse và chị Maria của anh Giuse và chị Maria, chúng ta hiệp lòng chúc tụng tình yêu Chúa và dâng lời nguyện xin. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một mình. Xin cho tất cả những ai tuyên xưng Đức Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ biết giữ tâm hồn trong sạch để Chúa luôn sống và hành động trong họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Chúa nhận lời chúng con. Thế gian nhờ con Ngài mà được cứu độ. Xin cho ngày càng có nhiều Kitô hữu tích cực dấn thân phục vụ những anh chị em nghèo đói, khổ đau, bị bỏ rơi, để qua họ sự hiện diện yêu thương của Chúa được tỏa sáng giữa cộng đồng nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Xin Chúa chúc phúc cho tình yêu của chúng con hôm nay và mãi mãi. Xin cho những người sống đời hôn nhân gia đình luôn được tình yêu Chúa đỡ nâng và chúc phúc, để gia đình họ luôn là mẫu gương phản chiếu gia đình thánh gia sư. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Xin cho cha mẹ chúng con hôm nay mừng ngưng khánh hôn phối được trọn đời chung thủy, yêu thương, kính trọng nhau, để nhịp đời gia đình chúng con luôn được ấm êm, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa. Xin Chúa chúc phúc và ban muôn ơn lành cho anh Giuse và chị Maria cùng tất cả con cháu nhân ngày mừng ngân khánh hôn phối hôm nay, và xin ban cho chúng con trái tim tin sạch, đức tin vững mạnh và lòng mến Chúa yêu người thiết tha, để tâm hồn chúng con xứng đáng là nơi Chúa hằng hiện trị. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Vì thế chúng con hãy xin Chúa
dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện lột mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn thôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là niềm đơn Amen.
vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta gian nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta
Sơn, quý cha thân hữu, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà cô bác gia tộc nội ngoại, anh chị em trong gia đình và bạn hữu. Hôm nay đúng thời khắc của quãng đường 25 năm, chúng con nhìn lại để cảm tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Người đã thương đổ trên gia đình chúng con, để cảm ơn Đức Cha Giuse, Đức ông Vinh Sơn, quý cha thân hữu và quý tu sĩ nam nữ đã nâng đỡ cầu nguyện cho gia đình chúng con trong suốt những năm tháng qua. Để cảm ơn ba mẹ hai bên đã đồng hành trong cuộc đời với chúng con, với những vất vả lo toan, những buồn vui trong cuộc sống đều được ba mẹ hai bên san sẻ. Để cảm ơn cô dì chú bác, anh chị em, bạn hữu đã tiếp sức cho chúng con bằng những sự động viên, nâng đỡ vật chất cũng như tinh thần trong cuộc sống. Để cảm ơn những đứa con, nguồn an ủi và hạnh phúc mà Chúa đã ban tặng. Tất cả là hồng ân, tất cả là báu vật. Và trong riêng tư của đời sống vợ chồng, chúng con thì thầm với nhau trong ngày kỷ niệm: em vẫn là người vợ tuyệt vời, anh mãi là người chồng lý tưởng. Và động viên tiếp tục dắt tay nhau tiến bước trong giây phút thân tình ở không gian đầm ấm này. Gia đình chúng con ngẫm lại giữa vạn nẻo đa đoan, gẫm lại cuộc hành trình đã qua trên nhiều cung bậc, tâm tình đó không ngớt lời tạ ơn. Tạ ơn bởi những niềm vui đến từ Thiên Chúa và đến từ con người gặp gỡ. Tạ ơn vì những gian khó, cả những thách đố và đổi thay trong cuộc sống. 25 năm nghĩa tình sâu đậm, 25 năm nghĩa tình thiết tha. Hồng ân Thiên Chúa hải hà, như mưa tưới gội hồn tan dạt dào. Vâng, trong tâm tình đó,
Chúng con không sao tả xiết từ đáy lòng cảm ơn Đức Cha Giuse đã dâng thánh lễ tạ ơn 25 năm cho gia đình một cách đặc biệt. Hồng ân nối tiếp hồng ân, Đức ông Vinh Sơn đã chia sẻ tâm tình thân thương như người cha đối với gia đình chúng con. Cùng sự hiện diện của quý cha thân hữu, quý thầy, quý dì, quý ông bà, cô bác nội ngoại, anh chị em trong gia đình và bạn hữu đã hòa chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa làm cho buổi lễ hôm nay thêm phần trang trọng và sống động dâng lên Thiên Chúa. Gia đình chúng con cảm nghiệm rằng đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Quả thật, Chúa không quên lời cầu khẩn của gia đình chúng con trong giờ kinh tối gia đình. 25 năm hành trình cuộc sống trong bí tích hôn nhân, ân sủng Chúa tuôn tràn, tình yêu Chúa dành cho gia đình chúng con còn được thể hiện qua sự yêu thương của quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, tuy không hiện diện được nhưng vẫn hướng về Đức Mẹ núi cuối và hiệp ý cầu nguyện cho gia đình chúng con trong ngày trọng đại hôm nay. Xin Đức Mẹ núi cuối chuyển cầu cùng Chúa đong đầy những ân huệ thiêng liêng cho tất cả những người mà chúng con đã hàm ơn cách này hay cách khác, bù đắp cho những giới hạn và thiếu sót trong lời tạ ơn 25 năm hôn phối của chúng con. Bởi nghĩa ân nhận được cao sâu hơn cả đất trời, mênh mông hơn biển rộng và muốt dài hơn cả con đường cái quan. Trọng kính Đức Cha Giuse thân yêu, hôm nay ở đây giây phút này, chúng con đang được sống trong bầu khí gia đình thân thương với Đức Cha là cây cao bóng cả, là niềm vui và hạnh phúc của chúng con. Được sống thân tình bên Đức ông Vinh Sơn, chúng con học được nơi Đức ông sự nhiệt thành trong công tác tông đồ. Với quý cha thân hữu là sự dịu hiền của người mục tử, và với tu sĩ nam nữ là tâm tình tín thác của người tôi tớ trọn đời tín trung với Chúa. Ân tình đó chúng con nguyện khắc ghi đối với ông bà cha mẹ, cô dì chú bác là sự gắn kết trở nên một đại gia đình yêu thương. Chúng con cũng xin được hiệp hoan cùng với Đức Cha Giuse dâng lời tạ ơn Chúa và chúc mừng Đức Cha Giuse nhân dịp trọng đại trong bốn dịp mừng. Mừng sinh nhật lần thứ 79 của Đức Cha vào ngày 2 tháng 3 vừa qua. Mừng lễ thánh cả Giuse quan thầy của Đức Cha ngày 19 tháng 3. Mừng kỷ niệm 53 năm hồng ân linh mục mà Đức Cha đã được lãnh nhận vào ngày 27 tháng 3 năm 1971. Mừng kỷ niệm 11 năm tấn phong giám mục vào ngày 5 tháng 4 2013, khẩu hiệu này là mình thầy. Kính xin Đức Cha Giuse đón nhận tấm lòng yêu kính của gia đình chúng con. Mời cháu Minh đại diện gia đình xin tặng quà Đức Cha. Xin Đức Cha vui nhận. Xin chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng. Chúng con cũng xin được hiệp thông với Đức ông Vinh Sơn dâng lời tạ ơn Chúa, chúc mừng Đức ông nhân dịp mừng lễ thánh Vinh Sơn ngày 5 tháng 4, quan thầy của Đức ông Vinh Sơn. Mời cho thư. Và giờ đây, xin Đức Cha có lời nhắn nhủ với cộng đoàn và đặc biệt với gia đình anh chị Tân. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm
hồn phối điều mà tôi cảm thấy là anh chị đã thực hiện không phải chỉ tìm yêu với nhau mà thực hiện sứ vụ của hôn nhân. Kết quả đó Chúa có thể tỏ hiện tình yêu của Ngài cho đoàn dân của Ngài qua anh chị, qua công an việc làm, qua các tương quan và qua việc nuôi dưỡng con cái của mình được nên thân nên tuệ. Bây giờ đó tôi thì tôi muốn nói nhiều lời tâm tình với bạn. Tôi nghĩ giờ này người mà muốn tỏ có thể nói được nhiều tâm tình với anh chị và cháu phải là điều mình sợ. Ngài đã giảng mà giảng nhà về Chúa. Bây giờ cái con tim của Ngài gây Ngài làm cái ơn phụ cho anh chị mà rồi thì đồng hành với anh chị suốt từ đó cho bây giờ. Nhưng mà con cháu này nhiều có họ lắm rồi, có họ gì đó rồi nhưng mà sức cảm cuộc đời khi còn là tránh xưa tân mai thì nó cứ vậy thì từ hồi xuân năm đầu lại riêng sau thì từ đó tôi biết biết anh chị đấy. Thì sau tôi lên giờ tôi vẫn xin với mọi người sơn thay cho chúng tôi rồi làm gì và mọi người có tâm lý chưa biết công rút con ra cho anh chị tân nhân. Con chân thành cảm ơn Đức Cha đã lại ban cho con thêm thời gian để bày tỏ cái sự quý mến đối với không những là gia đình của anh chị Tân Hương mà khi con được về Tân Mai thì con đã được đón nhận tâm tình hiệp thông chia sẻ của rất nhiều gia đình tại các xứ Tân Mai. Nếu trước khi về Tân Mai thì thấy sợ bởi vì những cái dư luận mình nghe được thì thấy ớn quá sức và cảm nhận thấy như thế là cái gì mình thấy khó nhất thì Chúa lại trao. Lần đầu tiên Chúa trao cho sứ vụ làm chánh sứ là giáo sứ Phương Hòa, một trong bốn cái giáo sứ lớn nhất của giáo phận Con Tum. Nhưng mà đến ngày nhận sứ thì Đức Cha lại dẫn một cha khác về giao sứ mà con thì chẳng biết gì đấy. Nhưng mà rồi Chúa lại dành cho một cái điều mà con còn ghê sợ hơn nữa, đó là giáo sứ Con Sơ Lũ mà được định cư ở Paradis Thiên Đàng. Nhưng mà như vị lãnh đạo của tỉnh Con Tum sau đó đã thực hiện một cái dự án đã bơm nước vào trong cái ruộng mà trước đây các cha thừa sai đã khai sáng, nhưng mà chỉ có thể làm được một mùa thôi, mùa mưa thôi, còn mùa nắng không làm được. Bây giờ nhà nước đã thiết lập một cái dự án ở đại đó để thực hiện bốn cái bơm to lắm, không biết nó to bao nhiêu nhưng mà con thấy là to lắm, để bơm nước vào 10 mẫu ruộng mà trước đây chỉ được có một mùa. Thế nhưng mà thưa Đức Cha, nước không bao giờ tới cho ông, bởi vì người ta chỉ làm cái bơm để hút nước chuyển về nhưng mà dẫn qua một cái đường cát, cho nên nước chảy đến đâu thì cát nó hút đến đó, nước không bao giờ trở lại. Tuy nhiên nó lại được cái mang danh là Paradis, là thiên đàng đấy. Nhưng mà đó là một cái giáo xứ mà con sợ nhất, bởi vì trước đó cha tiền nhiệm đã phải phục vụ họ không những là nhu cầu vật chất, không những nhu cầu thiêng liêng tôn giáo mà cả đời sống nữa. Họ là những dân thường ở trong rừng, người ta quy tụ về để cho người ta xả kích ở trong rừng và họ không có đất đai để mà canh tác, cho nên cha xứ phải nuôi hết. Bây giờ con lại được bổ nhiệm về đó thì nuôi thế nào, làm sao đây, con chẳng quen cơ sở nào cả và
cũng chẳng thân thiện với ông Mỹ nào cả. Làm sao đây? Nhưng mà đấy là sư phụ Chúa Trạm. Cho nên con sợ nhất cái giáo sư đó thì con được Trạm. Rồi đến khi về Xuân Lộc này, Chúa an bài đã cho con ở giáo xứ chính tòa. Và một buổi tối nọ, khi con đi sang bên tòa giám mục thì Đức Cha đang lãng, đang ngồi ở ngoài hiên. À, ông Tú, tôi đang nghĩ đến đâu? Và thưa Đức Cha, có chuyện gì đấy? Tôi đang nghĩ đến Tân Mai. Năm đó, nếu con không lầm, thì đó là năm 96. À, nhưng rồi, vì những công tác nào khác, sau đó không thấy Đức Cha nào nói đến. Và đến Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, thì con đã được biết là cha Chánh xứ Tân Mai đã mất vào ngày mùng 1 tháng 4 khoảng cái gì đấy. Và sau đó thì các đấng bàn tính xem là phải chọn ai về Tân Mai. Đó. Và con không dám sang đến tòa giám mục vì sợ ngài ngó thấy mặt rồi ngài lại chấm chặt. Cho nên còn tránh né cho đến khi mà cha Chính Trinh báo rằng có phương án rồi. Thì lúc đó vì công tác của Hà Tân Mai, xin lỗi, của Hà Long Khánh, của giáo xứ chính tòa Xuân Lộc, của công tác giáo lý của giáo phận, cho nên con mới mò mò sang. Thì ngài đón nhận những cái thỉnh cầu của con và giải quyết. Rồi thì ngài mới tâm sự rằng có điều tôi lo lắng quá cha Tú ơi. Và thưa Đức Cha, lo lắng gì? Tân Mai. Và thưa Đức Cha, có phương án rồi. Phương án đó không hiệu quả. Cha có thể hy sinh về Tân Mai được không? Trên không mình tránh, mình né, mà cuối cùng né không được. Nói như vậy để Đức Cha và quý vị ở đây hiểu rằng cái tâm lý của con khi Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật sai con về Tân Mai thì sợ lắm. Đó. Thế nhưng rồi khi về Tân Mai, càng lúc thì càng khám phá ra những cái hay của Tân Mai. Và cái mà kinh khủng nhất trước đó là chỉ có Phú Nhai mới được giúp lấy mà thôi. Giáo sư to như vậy mà tại sao lại chỉ có Phú Nhai mới được giúp lấy? Nhưng mà đến khi con về rồi thì sự thực có, chỉ có các em thuộc giáo sư gốc Phú Nhai mới tham gia ban giúp lấy. Nhưng mà cái lý do của nó chính là bởi vì Tân Mai được thành lập khởi đầu từ gốc Phú Nhai. Cho nên là khi đến thì là Phú Nhai hỏi ở xung quanh nhà thờ. Rồi thứ hai là vì lòng đạo của dân Phú Nhai là đi lễ hàng ngày. Còn những giáo xứ khác thì đâu có đi lễ. Mà không đi lễ thì con cái làm sao mà đi lễ? Và con cái không đi lễ thì làm sao mà giúp lễ? Đấy. Cho nên cái khó mà nó thành cái thành tích quý mến chính nhờ lòng đạo đức của nhiều người. Và trong đó có gia đình của thân sinh của chị Hường đã từng cộng tác nâng đỡ con chữa những cái khó khăn khi bước về Tân Mai đó, nên thân quen. Và từ cái thân quen đó lại biết khám phá thêm được những cái tiềm năng của giáo xứ Tân Mai, từ cái lòng đạo đức, từ cái tinh thần chung. Và không biết bây giờ thì như thế nào, nhưng cho đến khi con 2016 con về Tân Mai năm 1999, xin lỗi, 98, thì Tân Mai vẫn là đạt được cái thành tích lớn nhất của vấn đề hiệp thông với giáo giáo phận. Và tuy rằng có đông, nhưng mà nhất là cái lòng của bà con giáo sư Tân Mai. Và trong đó là có gia đình của ông cụ, ông
bà cụ thân sinh của chị Hường, còn ông bà cụ bên nội của anh Tân thì ở giáo xứ Thiên Triều được, cho nên con không được quen. Nhưng mà từ khi mà anh chị Hường thành hôn với anh Tân thì con được biết. Kể lại cái giảng dạy như vậy để con thấy cái con đường mà Chúa đã dẫn đưa chúng con quen biết nhau qua những nẻo đường mà không bao giờ chúng con nghĩ tới. Để hôm nay con đường anh chị mừng lễ Ngân Khánh hôn nhân ở đây, chắc anh chị một năm trước cũng chưa nghĩ tới và chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng Chúa lại làm. Đó là một cái điều kỳ diệu mà chính bản thân con đã cảm nghiệm được trong cái đời linh mục của mình, sinh tại miền Bắc, học tại miền Nam, đại chủng viện tại Huế, rồi đi về Kon Tum chí thú với anh em thượng. Rồi đột một cái, ngày 15 tháng 3 năm 1975 thì Đức Cha kêu con, Cha Tú lên gặp tôi, lên gặp Ngài. Ngài hỏi qua những gì mà Ngài muốn biết và con thưa những gì mà con biết. Rồi Ngài vào bản giấy viết cái gì đó là tôi cho Cha đi di tản. Và con chỉ có 15 phút đồng hồ để rời khỏi Kon Tum. Và khi rời khỏi Kon Tum thì Đức Cha đã nhận khi nào đất nước thống nhất thì Cha trở về Kon Tum. Cho nên ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi đất nước thống nhất thì ngay đầu tháng 5, và nhất là khi Cha cố con Cha Giuse Nguyễn Duy Tôn chết vào ngày 21 tháng 5 năm 1975, 3/7/21 ngày đó, con đã lo phần an táng cho Cha cố để rồi lại trở về Kon Tum. Nhưng mà chẳng ai cho về cả. Đến khi Đức Cha Đam Minh Nguyễn Chu Trinh làm giám mục thì trên máy bay đi về quê hương để tạ ơn, con đã thưa với Đức Cha Đam Minh rằng Đức Cha biết, Đức Cha ôn xét dạy con khi nào thống nhất thì trở về Kon Tum. Con đã xin nhưng người ta chẳng cho. Như Đức Cha biết, bây giờ Đức Cha làm giám mục rồi thì Đức Cha cho con về Kon Tum nhé. Thưa Đức Cha, Ngài bảo sao không? Cha vâng lời Đức giám mục. Anh thì đúng hơn là vì anh nhân bạn với nhau. Anh vâng lời giám mục tốt, nhưng anh nhớ rằng tôi cũng là giám mục. Thế và cuối cùng thì đến khi con nghĩ rằng trong khi còn làm việc thì không được về, cho nên chờ đến khi hưu thì năm 2016 con hưu chính trong thời của Đức Cha làm giám mục. Thì nhân dịp Đức Cha sang qua thăm con một chút rồi hỏi thăm Cha dự tính về đâu thì con cũng thưa một cách rất đơn, con ước ao được trở về Kon Tum. Thì Đức Cha cho một cái ý kiến mà tại sao lại thay đổi luôn không chẳng đó, mà chắc là Đức Cha cũng chẳng nhớ đó. Đó, Cha về Kon Tum thì đấy là ý định của Cha, nhưng mà kinh nghiệm của tôi mới bỏ Roma có mấy năm, bây giờ tôi trở về Roma trong chuyến về rồi tôi thấy nó nhạt nhẽo hơn. Và cái lời kinh nghiệm của Đức Cha đó đã khiến con không dám về Kon Tum nữa. Và vì không về Kon Tum nữa cho nên lại tiếp tục gặp những anh chị em ở giáo xứ Tân Mai, và chúng con mặc dầu đã xa nhau nhiều năm nhưng mà sự liên lạc của chúng con với anh em giáo xứ Paradis Con Sông Lũ ngày xưa, cũng như giáo xứ Chính Tòa và giáo xứ Tân Mai vẫn luôn luôn bền chặt. Đó là cái dịp may mà Đức Cha đột xuất kêu con, và con cũng chẳng biết nói gì cho nên hơi rông dài một chút. Nhưng tất cả con cảm nhận thấy rõ một cái điểm của đời linh mục con, và đó cũng là kinh nghiệm của anh chị Tân Hưởng. Chúa đã dẫn con qua những nẻo đường mà không bao giờ con biết tới, nên chỉ biết cảm ơn, tạ ơn và vận dụng tất cả những gì mình có thể được để đền ơn Thiên Chúa. Ước gì cái sự chia sẻ
lung bung của con đó cũng là lời mời gọi tôi tình thương và các anh chị. Khi chúng ta cảm nhận ra được hồng ân Chúa, không phải chỉ nói lời cảm ơn, không phải chỉ tổ chức một ngày tiệc tạ ơn, nhưng bằng đời sống còn lại để tạ ơn Chúa. Con xin cảm ơn Chúa. Vâng, chúng con xin cảm ơn Đức ông cũng đã khơi lại cho chúng con những cái hành trình ơn gọi trong ngày đặc biệt hôm nay, mừng kỷ niệm 25 năm của anh chị Tân Hương, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, cũng ngài cũng lắng lo và xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho anh chị trong ngày đặc biệt này. Giờ đây chúng con xin phép mời cha Phêrô Vũ Duy Hòa, Chánh xứ Giáo xứ Bắc Hòa thay cho quý Đức cha Pi cha để chào đến gia đình nhà anh chị phép lành của Đức Pi cha, và chúng con kính mời Đức ông công bố phép lành. Chúng con xin kính mời Đức ông trước khi Đức ông công bố phép lành. Đức Thánh Cha Phanxicô ưu ái ban phép lành tòa thánh và khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào thiên ân cho ông Giuse Phạm Duy Tân, bà Maria Lê Thị Thúy Hường, các con Giuse Phạm Lê Duy, Teresa Phạm Lê Minh Thư, Giuse Phạm Nhật Minh, giáo xứ Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc, kỷ niệm 25 năm hôn phối 1998-2023. Xin Chúa ban cho gia đình ông bà hạnh phúc và bình an. Đức Hồng Y ký tên. Vâng, xin anh chị đến để đón nhận phép lành của Đức Thánh Cha. Vâng, chúng ta cũng cảm ơn Đức Thánh Cha một phép tràng pháo tay nữa. Cảm ơn, tôi lên tâm ơi. Vâng, và Đức cha Giuse với sự đặc biệt ngài cũng chúc mừng thêm với Hà Yên thay cho Đức cha để chúc mừng nhân khánh hôn phối của anh chị. Chứ còn kính mời cha. Và chúng con cũng nhận thấy ba người con của anh chị cũng tích góp và dâng một ký bằng đặc biệt của Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi. Giờ đây chúng con kính mời cha Vinh Sơn Pha Lô, cha của trong gia đình, xin trao tặng ký bằng này cho ba người con. Xin ba người, ba anh em cùng đứng lên đón nhận. Ông bà khỏi có bán này rồi, là heo ngoài heo đất của ba người con. Tôi mời gia đình luôn. Vâng, và kế tiếp gia đình bà cố là bà cô của anh Tân này. Cũng ăn ké theo ngày hôm nay, nhân dịp mừng họ 90 tuổi, Đức cha cũng yêu ái chúc mừng cho bà cố nhân dịp mừng hưởng họ 90 tuổi. Kính mời bà cố và cha Châu cũng như đại diện gia đình đón nhận chúc mừng này của bà cố của Đức cha Giuse. Chúc mừng. Chúng con xin Đức cha chúc mừng cho gia đình bà cố. Chúng con xin Đức cha chào bằng chúc mừng này cho gia đình, cho bà cố. Mời cha Châu cũng là con của bà cố, rồi chị Lợi cũng là con gái cả, con thì gần út thôi. Mời bà cố quay xuống. Mời chị Lợi đứng vào luôn. Rồi ông Bách Gia Bác Thành đứng vào luôn. Bác Thành lên cho. Xin phép con đứng kéo luôn. Mời bà Cánh lên. Bà Cánh là phần đông. Rồi.
chưa rồi rồi đây có bác nhà. Rồi chúng ta cùng hát bài chúc mừng chung cho ngày hôm nay. Rồi cho con xin cả nhà nhìn xuống. Xin chúc mừng. Rồi con xin chụp vào hai bên. Kính thưa Đức Cha cũng đã có thân hương và Đức Cha có cái điều quý đẹp cho gia đình chúng con. Và xin thay mặt cho tất cả bà cố con, anh chị em cùng gia đình. Xin cảm ơn các vị Đức Cha Giuse. Xin chú cung văn cho Đức Cha dồi dào sức khỏe, sự khôn ngoan, sự thánh thiện. Để Đức Cha như lời chúc mừng Đức Cha là cái bóng cả bóng cây cả thánh thiện. Để chúng con cũng được thừa hưởng phúc âm của Đức Cha. Mời xin vâng, và sau khi bạc phép lành quy lễ, chúng con kính mời Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ cùng chụp hình lưu niệm với gia đình anh chị Tân trong ngày đặc biệt này. Và sau đó chúng con kính mời Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và gia đình thân hương cùng chia sẻ với gia đình nhà anh chị Tân bữa cơm ở đằng sau nhà điều hành ở nhà, con xin lỗi nhà truyền thống vì hôm nay công việc của giáo phận ở nhà điều hành thì rất là bận, cho nên là anh chị cũng xin phép được tổ chức ở gần sát bên nơi Đức Mẹ này. Chúng con xin cảm ơn và xin mọi người chúng ta cùng đứng để đánh phép lành. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng bao thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Thương yêu
cuộc đời con, hàng rơi ấm trái tim lạnh xa bằng ngọn lửa. Hạnh phúc cho cuộc đời con, ta ơn Chúa mãi muôn đời. Ca vang danh Chúa khi thành công hay khi khổ đau, Chúa vẫn luôn an bài cuộc đời con mãi là khúc tri ân. Hôm ca vang khúc hát bằng tất cả bên tin chung cậy, vì con biết Chúa hằng quan trọng dìu dắt con đi. Đời con càng rơi ấm trái tim lạnh xa bằng ngọn lửa yêu thương nồng nàn, cho đời con là khúc ca tạ ơn để con hát ca ca mừng danh Chúa. Thật hạnh phúc cho cuộc đời con, tạ ơn Chúa. Ấm trái tim lạnh giá bằng ngọn lửa yêu thương nồng nàn, cho đời con là khúc ca tạ ơn để con cất cao ca mừng danh Chúa. Thật hạnh phúc cho cuộc đời con, tạ ơn Chúa. Cuộc đời con.